sự tích dị hằng và phong tục bái nguyệt Tết Trung Thu có thể bạn chưa biết. Tết Trung Thu từ lâu đã trở thành một nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người Việt Nam, bởi nó có nguồn gốc từ lâu đời và mang những ý nghĩa rất là thú vị. Đó là những sự tích về chị hằng, chú cuội, thỏ ngọc hay là tục trước đèn bái nguyệt. Để tìm hiểu rõ hơn về sự tích chị hằng và phong tục bái nguyệt này, chúng ta cùng xem video này ha. Tương truyền, vào thời xa xưa, trên trời xuất hiện 10 ông mặt trời cùng chiếu xuống mặt đất, khiến cho mặt đất nóng lên đến bốc khói, sông biển thì đều khô cạn, con người thì gần như là không thể sống nổi. Chuyện này đã làm anh hùng Hậu Nghệ bức xúc, anh đã trèo lên đỉnh núi Côn Lôn, dùng thần lực dương nổi thần bắn rụng 9 ông mặt trời và chỉ để một ông mặt trời duy nhất. Từ đó về sau, mặt đất không còn khô nóng như trước, người dân cũng đã sống được, lập nên thần công cái thế. Hậu Nghệ nhận được sự tôn kính và yêu mến của mọi người. Rất nhiều người chí sĩ mộ danh đã tìm đến tầm sư học đạo. Trong đó có Bồng Mông là một kẻ tâm thuật bất chính. Không lâu sau, Hậu Nghệ lấy được một người vợ xinh đẹp tốt bụng tên là Hằng Nga. Mọi người đều ngưỡng mộ đôi vợ chồng trai tài gái sắc này. Một hôm, Hậu Nghệ đến núi Côn Lôn thăm bạn, trên đường tình cờ thì gặp được Vương Mẫu nương nương. Bèn xin Vương Mẫu thuốc trường sinh bất tử. Nghe nói uống thuốc này sẽ lập tức được bay lên trời thành tiên. Nhưng Hậu Nghệ thì không nỡ rời xa vợ hiền, đành tạm thời đưa thuốc bất tử cho Hằng Nga cất giữ. Hằng Nga cất thuốc vào hộp đựng gương lược của mình, không ngờ đã bị một học trò tên là Bồng Mông nhìn thấy. 3 ngày sau, Hậu Nghệ dẫn học trò ra ngoài săn bắn. Bồng Mông với tâm địa xấu xa đã giả vờ bị bệnh xin ở lại. Đợi Hậu Nghệ dẫn các học trò đi không lâu, Bồng Mông tay cầm bảo kiếm đột nhập vào hậu viện ép Hằng Nga phải đưa ra thuốc bất tử. Trong lúc nguy cấp, Hằng Nga đã vội vàng mở hộp gương lược lấy thuốc bất tử ra và uống hết. Hằng Nga uống thuốc xong, thấy người bỗng nhẹ rời khỏi mặt đất, hướng về cửa sổ và bay lên trời. Nhưng do Hằng Nga còn nhớ chồng nên chỉ bay đến mặt trăng là nơi gần với nhân gian nhất rồi trở thành tiên. Tối hôm đó khi Hậu Nghệ về đến nhà, các thị nữ vừa khóc vừa kể lại câu chuyện xảy ra lúc sáng. Trong lúc đau khổ, Hậu Nghệ đã ngửa cổ lên trời đêm gọi tên vợ hiền. Khi đó anh kinh ngạc phát hiện ra chẳng hôm nay đặc biệt sáng ngời mà còn có thêm một bóng người trông giống như Hằng Nga. Hậu Nghệ vội sai người đến hậu hoa viên nơi Hằng Nga yêu thích, lập bàn hương án đặt lên đó những món ăn và trái cây mà bình thường Hằng Nga thích ăn nhất, để tế Hằng Nga nơi cung trăng đang nhớ đến mình. Sau khi mọi người nghe tin Hằng Nga lên cung trăng thành tiên nữ, đều đã lần lượt bày hương án dưới ánh trăng cầu xin Hằng Nga tốt bụng ban cho may mắn và bình an. Từ đó, phong tục bái nguyệt vào Tết Trung Thu được truyền đi trong nhân gian. Nói về phong tục bái nguyệt, thần mặt trăng trong đời sống tín ngưỡng của người phương Đông có vị trí đặc biệt quan trọng, bởi người dân ở đây sống chủ yếu nhờ nghề làm nông, một nghề rất phụ thuộc vào thời tiết. Sự thay đổi chuyển dịch của mặt trăng dự báo về mưa gió, vì thế mà người phương Đông xem lịch mặt trăng hay còn gọi là lịch âm, khác với lịch dương của người phương Tây. Họ thờ thần mặt trăng như là một trong những vị thần bảo trợ nông nghiệp. Hơn nữa, trong quan niệm dân gian, nguyệt thần là vị thần chủ quản về gia đình, tình duyên, hạnh phúc, đại diện cho người phụ nữ, người mẹ hiền cho sự sinh sản và duy trì nội giống. Phật giáo tôn Nguyệt Quang Bồ Tát là vị từ bi, phổ chiếu ánh sáng hiền hòa khắp chúng sinh để giải trừ ác nghiệp, soi đường tỏ lối, dẫn dắt muôn loài hướng thiện. Chính vì vậy nên ngày rằm tháng 8 hàng năm là ngày mặt trăng sáng nhất và to nhất trong năm, được chọn là ngày Tết Trung Thu để tổ chức lễ hội cũng như là cúng bái nguyệt thần nhằm cầu cho mùa màng bội thu. Lễ hội là dịp để những người làm nông vui chơi, nghỉ ngơi sau những ngày lao động vất vả. Đồng thời, cũng là dịp tế trời, cầu phúc, cầu mưa thuận gió hòa, gia trạch, bình an. Hy vọng rằng video đã giúp cho bạn có thêm kiến thức về sự tích Hằng Nga, cũng như là phong tục bái nguyệt chầu rằm tháng 8. Chúc tất cả các bạn sẽ có một ngày Tết Trung Thu đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình, bạn bè.